chào mừng các bạn đến với kênh sam audio mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện đam mỹ cao hát cực hạn săn bắn tác giả nhất thế hoa thường qua giọng đọc của sam nếu thấy hay hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ sam audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chuyện đam mỹ cao hát hành động Cực hạn săn bắn. Tập 33. Các Yến ngơ ngẩn nhìn Tả Xuyên Trạch, ngơ ngác, biểu tình trên mặt vẫn không có từ trong kinh sợ khôi phục lại. Ông thậm chí từ trên băng đá đứng lên theo bản năng đi về phía trước hai bước, nhưng chính ông cũng không hiểu rõ muốn đi làm gì. Ông chỉ có thể nháy mắt cũng không nháy, nhìn gương mặt tái nhợt của Tả Xuyên Trạch. Nhìn người này từ từ nhắm mắt lại ngã về phía sau, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh trống không, không tìm được chân thực e rằng ở trong tiềm thức của ông cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới lại có loại tình cảnh này xuất hiện ngày hôm nay chưa từng nghĩ tới tả xuyên trạch lại lấy loại dáng vẻ này ngã xuống trước mặt ông càng thêm không ngờ người này trước lúc ngã xuống đất theo bản năng nghiêng đầu một chút giống như muốn nhìn người phía sau một lát nhưng mà y chỉ mới nghiêng đi một chút rồi liền lại xoay trở lại sau đó nhắm mắt lại trong nháy mắt kia người này sắp chết cũng muốn gặp người đó cuối cùng cũng không phải ông lòng của ông không khỏi lại trống rỗng một phần tả xuyên trạch sớm đã từ thế giới của ông triệt để thoát ly mà ông lại vẫn không biết mấy năm vòng vòng chuyển chuyển quấn quấn triền triền người từ đầu đến cuối đứng tại chỗ chính là ông trong lúc nhất thời trong lòng bỗng nhiên nảy ra một cỗ cảm xúc xa lạ khiến cho ông trong nháy mắt sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi càng có vẻ già nua một chút ông nhìn người trước mặt mất đi ý thức mà ngủ say theo bản năng lại đi về phía trước hai bước là ông nhìn tận mắt người này lớn lên. Những kỷ niệm ấm êm đó dường như còn ở ngày hôm qua, nhưng hôm nay y lại trở thành bộ dạng này. Ánh mắt của ông trầm một phần, đột nhiên cảm giác được chỉ cần người này còn sống, chính là kết cục ông mong muốn nhất. Miễn là người này có thể an an ổn ổn, vui vẻ sống, thực ra có ở bên cạnh ông hay không đều không quan trọng. Lúc này cục diện trong sân đổi lại. Không trung bỗng nhiên rơi xuống lính đánh thuê của Tống Chiết, tỉ mỉ bồi dưỡng, mà người đàn ông này cũng chậm rãi đứng lên sải hai bước về phía trước chuẩn bị đem tim của tả an tuấn moi ra đại chiến hết sức căng thẳng tim chỉ nhớ xa xôi chậm rãi nổi lên hắc yến trong lòng khẽ động còn người trầm sâu một chút tổng chiếc ôm tả xuyên trạch mắt xích trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mặt chuẩn bị một lát ra lệnh cho thủ hạ tiến lên mà doãn mạch bên này cũng tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng chiến tình cảnh lại đến thời khắc khẩn trương Ôn Bạch thế thế vội vàng trượt qua đoàn người, chen đến bên cạnh Tống Chiết, chặn ngang, ấn lên vai của hắn nói: "A à Chiết, anh bình tĩnh một chút, đừng ôm cậu ấy như vậy, nhanh lên một chút, đem cậu ấy để nằm ngang." Dứt lời cũng không để ý tới hắn nữa, cúi đầu bắt đầu kiểm tra cho Tả Xuyên Trạch. Còn người Tống Chiết nhịn không được run lên, cánh tay ôm mi cũng chặt một phần, nhưng vẫn là nghe theo Ôn Bạch, phân phó đưa y chậm rãi đặt lên đất, để cho y nằm ngang, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo trầm tĩnh nói em ấy thế nào như anh thấy bom trong cơ thể cậu ấy phát nổ tay của ôn bạch ở trên mạch đập của y dò xét sau đó từ túi lấy ra dụng cụ đo huyết áp tự chế đo cho y không nhanh không chậm nói anh có nhớ hay không tôi đã từng cho anh xem tờ chụp x quang bom trong tim của cậu ấy là một điểm nhỏ vô cùng như vậy sau khi nổ tung tương tự với chúng ta thường nói là vỡ tim hơn nữa vô cùng khéo quả bom kia lại đặt ở vị trí tâm thất phải của cậu ấy mà tim vỡ thông thường nhất định là vỡ tâm bên thất phải an bài như thế rõ ràng cho thấy lúc trước có người cố ý làm vậy cậu ta nói nghiêng đầu một chút hắc yến lúc này thì đứng ở phía sau y nơi cách đó không xa thế thế cũng chậm rãi đi tới tổng chức yên lặng không để ý tới ông ta mà cúi đầu nhìn tả xuyên trạch đưa tay sửa khuôn mặt tái nhợt của người này mắt sách xinh đẹp khôi phục một chút trấn tĩnh tiếp tục nói Tôi nhớ kỹ, tìm vỡ có thể tiến hành giải phẫu, tu bổ. Ừ, có thể. Ôn Bạch lấy lại dụng cụ nói. Cậu ấy hiện giờ đã thuộc về tình trạng bị sốc, huyết áp giảm xuống nghiêm trọng, phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng có một chút cần nói rõ. Cậu ta nói, để mắt kính một cái ngẩng đầu nhìn tống chiết. Tôi thấy thay cậu ấy kiểm tra qua thân thể, tim của cậu ấy trải qua 8 năm dằn vặt của thuốc, hơn nữa hiện giờ bị bom nổ. Cho nên cho dù là làm giải phẫu, tu bổ, cậu ấy cũng sống không quá vài năm thế nhưng theo lý mà nói tim của cậu ấy không hư hào đến loại trình độ này thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu già yếu dáng vẻ này đúng thật giống như là cậu cần nhắc giọng điệu một chút lúc này mới chậm rãi nói giống như quả tim này dường như vốn không phải của bản thân con người tổng chết co rút lại mắt xích trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng híp lại trầm giọng nói có ý gì Nói đúng ý là rất có thể trước đây có người vì mục đích nào đó đã thay đổi tim cho cậu ấy. Ôn Bạch nói chậm rãi đứng lên, nhìn Hắc Yến giải bước tới bên cạnh bọn họ, đẩy đẩy mắt kính, nhìn thẳng ông, gần từng chữ một. Tim trong cơ thể tả xuyên trạch chính là của ông sao? Không phải? Hắc Yến lắc đầu, sau đó vươn tay, chậm rãi đặt vị trí trái tim của mình, nói: "Tim của nó từ 9 năm trước vẫn ở chỗ này." Mắt Tổng Chiết híp lại một cái sát ý bỗng nhiên lộ ra mà ôn vạch thì lại để mắt kính một cái từ từ phân tích kế hoạch ban đầu của ông cấy làm thuốc tổn trữ cho cậu ấy trước tuy rằng đã trải qua rất nhiều lần thí nghiệm nhưng để ngừa ngộ nhỡ vẫn là sớm thay đổi một trái tim cho cậu ấy mà thể chất của cậu ấy tương đối đặc biệt tìm thích hợp cậu ấy trừ ông ra cũng chỉ có tả an tuấn tả an tuấn ông giữ lại ngày sau còn có ích cho nên ông đã đem tim của mình đổi cho cậu ấy Cậu ta nói hơi hít mắt một cái, tiếp tục chậm rãi nói. Nếu như giải phẫu thất bại, ông liền đem tim đổi trở lại cho cậu ấy, mà bản thân ông, thể chất của ông và người thường giống nhau, cho nên đối với ông mà nói, đổi tim của người nào đều là như nhau, có đúng hay không? Hắc Yến trong mắt nổi lên một tia sáng tan thưởng, thần sắc cũng khôi phục ôn nhuận như trước, gật đầu nói. Không sai, lúc trước những người làm giải phẫu đó sau này đều bị tôi giết rồi, cho nên trạch cũng không biết chuyện này ôn mặt nhìn chằm chằm vào ông tim chính là nơi nguy hiểm làm mẫu như ông vậy đúng thật chính là điên rồi ta chỉ là không muốn để cho nó có việc Hắc Yến chỉ nói câu này liền không nói thêm nữa ông lúc đó vì mình tìm lý do chỉ là đơn thuần không hy vọng vật tín nghiệm thật vất vả có được chết đi cho nên ông mới đưa tim của mình đổi cho hắn mà nói nếu đúng thật ông lúc trước lựa chọn cẩn thận vậy cũng có thể tìm được nguồn tim thích hợp nhưng mà ông cũng không có suy nghĩ nhiều liền hạ lệnh chấp hành giải phẫu, sau đó mang theo trái tim người này sống 9 năm. Hiện giờ xem ra ông vào lúc đó cũng không muốn tả xuyên trạch cùng người khác có liên hệ, nhưng ngay lúc đó ông lại không rõ thứ tình cảm này ý vị như thế nào. Trở tới bây giờ hiểu rõ cũng đã là hối tiếc không kịp. Bọn họ bỏ lỡ vô số ngày, lỡ mất rồi thì không bù lại được. Ông ngẩng đầu nhìn ôn bạch, người sau đó nhìn ông, hỏi cực kỳ nghiêm túc. Ông nghĩ xong chưa? Hắc Yến gật đầu, chỉ vào tầng chết nói ôn hòa. Ta cho dù chưa nghĩ xong Người này ngày hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không buông ta ta Ông nói Đưa mắt chuyển qua trên người tấm chiết, Nhìn mắt sách trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn Tiếp tục nói Bởi vì so với trạch Không gì bằng tim của bản thân nó Nhưng mà cậu cũng biết Người phía trên dường như đối với tôi vẫn có chút tìm cách Cho nên phẫu thuật không thể làm ở bệnh viện Bằng không đến lúc đó không phải một mình ta có việc Thậm chí ngay cả trạch đều sẽ dính vào Điểm ấy Ông không cần nói tôi cũng biết Tống Chiết nói phân phó thủ hạ làm cho trực thăng phía trên hạ xuống, quay đầu nhìn ôn bạch nói. Trên đảo nhỏ máy móc còn thiếu cái gì? Lúc trước đảo nhỏ kia để cứu giúp em họ Tống Chiết mà không vận rất nhiều dụng cụ y học, thậm chí còn xây dựng một phòng bệnh vô khuẩn. Điểm ấy ôn bạch cũng biết. Đẩy đẩy mắt kính nói. Dụng cụ thuốc đều rất đầy đủ, nhưng mà có thể chất của cậu ấy của người thường không giống. Tôi không biết tác dụng thuốc đối với thân thể cậu ấy sẽ phát sinh phản ứng gì, cho nên tốt nhất hãy để cho chắc viêm cùng qua, tổng chết gật đầu, quay đầu lại phân phó thủ hạ đi liên lạc với trác viêm, mà hắc yến cũng quay đầu dặn dò thủ hạ vài câu, sau đó từ trong tay bọn họ tiếp nhận vài ống thuốc đưa cho ôn bạch nói, đây là thuốc mê có tác dụng với trạch, ôn bạch gật gật đầu nhận lấy, trầm mặc nhìn ông ta một chút, cuối cùng không nói gì thêm, tổng chết lại dặn dò thủ hạ đem tả xuyên trạch thận trọng đặt lên trực thăng, quay đầu nhìn tả an tuấn vẫn đang bị vây trong trạng thái mê man, nói ôn hòa, anh của cậu đi làm phẫu thuật. Cậu có muốn đi theo nhìn một chút hay không? Tả An Tuấn hoàn hồn, vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên muốn đi. Sau đó, còn chưa chờ Doãn Mạch mở miệng, liền cũng không quay đầu lại nhảy lên trực thăng. Tống chiết! Còn người màu lam đậm của Doãn Mạch cũng như cũ hiện lên, vẫn đầy lạnh lẽo. Anh ta âm thầm nhìn người mặt ôn nhã này, từng chữ từng chữ nghiến sang nghiến lợi. Cậu còn chưa từ bỏ ý định. Ý tưởng của người này, anh ta hiểu rõ nếu như trong quá trình phẫu thuật xuất hiện sơ xuất gì còn có tim của tạ an tuấn có thể cung cấp lựa chọn tính toán của con rắn độc này đánh thật là vang dội mắt sắc xinh đẹp và trong trẻo nhưng lạnh lùng của tống chiết như trước lạnh nhạt nhìn anh ta một cái xoay người cũng lên trực tăng ôn hòa nói tôi đây chỉ là phòng lỡ nhỡ ôn bạch lúc này cũng đứng ở bên cạnh hắn há mồm nhìn một chút một chữ đều không có nói ra mắt luôn luôn ôn hòa cũng trầm sâu một ít cậu chưa từng thấy qua tống chiết tuyệt nhiên như vậy nếu như phẫu thuật không thành công người này phỏng chừng sẽ đem tim có thể moi ra cho tả xuyên trạch đổi một lần thẳng đến khi tìm được thích hợp mới thôi nếu như cuối cùng không được người này rất có thể sẽ theo tả xuyên trạch cùng chết trực thăng chậm rãi ở đảo tư nhân của tống chiết hạ xuống nhân viên y tế trên đảo đã nhận được thông báo lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu liền chờ đem người bệnh đẩy vào tiến hành phẫu thuật Hắc Yến cũng theo vào trong phòng phẫu thuật Ông nằm ở một bên trên bàn mổ, quay đầu nhìn người trước mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt rơi vào hôn mê, con người luôn luôn ôn hòa, càng đổi lên một chút ý tứ bi thương. Trạch, chờ ta trao giả trái tim cho con, ta con, lúc đó liền không còn quan hệ nữa rồi. Cũng không lại có bất kỳ ràng buộc. Chết lỏng lạnh lẽo chậm rãi rót vào trong cơ thể, hắc yến nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt. Con sẽ tiếp tục cuộc sống của con, sẽ có một người vô cùng yêu con một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Từ nay về sau, tùy tâm sở dục, hạnh phúc an khang, mãi đến năm tháng non sông, trăm năm đời người. Thời gian phẫu thuật rất dài, lúc chắc viêm cũng chạy tới, đơn giản hỏi tình huống một chút rồi cũng tiến nhập phòng phẫu thuật. Quá trình này Tống Chiết vẫn đứng ở bên ngoài nhìn, dẫn mạch lại mặt lạnh đứng ở một bên, bảo đảm bóng dáng tạ an tuấn thời khắc xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của anh ta. Cũng thời khắc đề phòng Tống Chiết bỗng nhiên phát điên đến làm ra chuyện gì vệ tụng và lang trì đứng ở bên ngoài khẩn trương chờ kết quả phẫu thuật thẳng đến hừng đông mới kết thúc ôn bạch chậm rãi đi tới trên mặt mang theo vẻ uể oải cậu lấy khẩu trang xuống nhìn người vây tới đây chậm rãi nói tình huống cụ thể còn phải chờ cậu ấy tỉnh rồi mới nói nhưng mà có một chút có thể khẳng định phẫu thuật rất thành công vệ tụng khẽ gật đầu chậm rãi thở ra một hơi lang trì cũng rõ ràng thở dài một hơi hướng một bên ngã xuống nhiều người dựa vào trên tường tả an tuấn lập tức cao hứng nở nụ cười đang chuẩn bị nhìn tả xuyên trạch lại bị doãn mạch kéo một cái cầm lấy cánh tay của cậu quay đầu bước đi nói đi ngủ ngày mai lại nhìn tả an tuấn vốn muốn phản kháng nhưng ước mắt nhìn con người lạnh như băng của người này liền bỏ đi ý niệm trong đầu trăm điều không tình nguyện theo anh ta đi về phía trước hỏi đi đâu ngủ ở đây nhiều phòng khách như vậy tùy tiện tìm một phòng doãn mạch vừa đi vừa nói giọng nói còn rất lạnh, nghiêng đầu hơi quét mắt nhìn cậu ta một cái. Tả An Tuấn, em đừng cho là tôi đêm nay sẽ bỏ qua cho em. Thúc bộ Tả An Tuấn dừng lại, lập tức xoay người bỏ chạy, lại bị doãn mạch, tay mắt lanh lẹ, chặn ngang để lại, kéo cậu tiếp tục đi về phía trước. Tạ An Tuấn nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng anh trai nhà cậu bây giờ còn chưa có tỉnh, mà chồng anh trai nhà cậu hiện giờ cũng không có sức lực quản cậu, cho nên cậu chỉ có thể nhận mệnh bị người kéo về phía trước còn không quên vẻ mặt đáng thương hỏi tôi lại làm cái gì bản thân em tự suy nghĩ tả an tuấn đáng thương nói việc đó cũng không nói cho tôi có gì khác nhau ôn bạch nhìn hai người đi xa ánh mắt chuyển hướng tống chiết vẫn đang đứng tại chỗ người này sau khi bản thân nghe được cậu ta nói phẫu thuật thành công liền đưa mắt nhìn về lối ra phòng phẫu thuật hiện giờ nhìn thấy tả xuyên trạch bị đẩy đi ra liền trực tiếp đi tới đi theo phía sau cậu ta cùng nhau vào phòng bệnh đã chuẩn bị Chắc viêm lúc này cũng đi ra, anh ta lấy khẩu trang xuống, nhìn xung quanh một vòng sau đó hỏi. Vợ nhà tôi đâu rồi? Mọi người không giải thích được, nhìn anh ta một cái không đáp hỏi ngược lại. Vẫn không phải là một mình anh sao? Chắc viêm ngẩn ra. Chợt nhớ tới lúc anh ta tới, thấy quẩy ba lầu dưới, nhớ lại tình huống trước đó. Liền vẻ mặt vui mừng, để cho vợ nhà anh ta ngồi ở đằng kia ngoan ngoãn chờ anh ta. Anh ta đi lên, nhìn một chút, lại xuống lầu điều chế rượu cho cậu ta nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại phiền phức như vậy cũng không kịp nói tỉ mỉ liền vào phòng phẫu thuật cho tới bây giờ mới ra ngoài như vậy xem ra vợ nhà anh e rằng hiện giờ đại khái có thể còn ở dưới lầu chờ anh mà chắc tiêm nghĩ tới đây không nói hai lời lập tức chạy như điên xuống lầu chỉ thấy bên trong phòng khách một mảnh mưa tối có một ngọn đèn sắc màu ấm gần quầy ba là sáng vợ nhà anh đang ngồi buông xuống suy nghĩ ngồi ở trên quầy hình dáng nhìn qua rất nhu thuận ngọn đèn sắc màu ấm làm cho gò má tinh xảo của cậu phủ một tầng sáng như hòa. Cả người đều lộ ra khí chất sạch sẽ, làm cho người khác không tự chủ được bị hấp dẫn. Chắc viêm đến thở nhìn một hồi, nhịn không được đi tới từ phía sau ôm cậu, nghiêng đầu hướng về phía môi của cậu, liền hôn lên. Hưu sớm đã thành thói quen động tác của anh ta, liền rũ mắt để cho anh ta hôn. Chờ người này rút cuộc hôn đủ rồi mới lùi ra lạnh nhạt hỏi. Tả xuyên trạch không sao? Chắc viêm ừ một tiếng, lại ở trên môi cậu ta hôn một chút, lúc này mới buông cậu ta ra, đi vòng vào trong quầy ba. Dựa theo tranh lệch thời gian suy nghĩ tính, đồng hồ sinh học thường ngày của bọn họ mới đến chạm vạng. Bọn họ đương nhiên là không ngủ, anh liền vừa cùng vợ nhà anh nói chuyện phiếm, vừa bắt đầu thuần thục bồi rượu. Như vậy, vượt qua một đêm an tĩnh cũng là lựa chọn tốt. Ánh nắng sáng sớm chậm rãi, vây xuống cả vùng đất này. Ôn Bạch đẩy tà xuyên trạch ra khỏi phòng bệnh, nhìn người ở chỗ này chờ cả đêm đi lên phía trước nói Hắc Yến đã tỉnh tuy rằng cơ thể ông ta còn rất yếu nhưng mà lại phân phó thủ hạ đưa mình ra khỏi đây Tống chết không nói gì chỉ là ngẩng mắt sách trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cậu Ôn Bạch thấy thế liền đẩy kính mắt một cái nói Chúng tôi đêm qua tiến hành tu bổ cho tim của ông ta rồi nhưng mà dựa theo trình độ hao tổn của trái tim kia hẳn là không duy trì nổi thời gian quá lâu Ông ấy nếu như không đổi lại tim thì mạng sống không quá 3 năm. Tổng chết liền gật đầu nói tùy ông ta đi dựa theo tính cách của người này là tuyệt đối sẽ không đổi lại tim cho tả xuyên trạch sau gần 9 năm mà nhìn dáng vẻ đêm qua của người này ngẫm nhiên đã đổi tả xuyên trạch buông tay bởi vậy ông ta rất có thể sẽ tìm một nơi chờ chết ôn bạch cũng đem chuyện này nhìn rất thấu đáo điển lên tiếng liếc hắn một cái nói anh cũng đi về nghỉ ngơi đi có tình huống gì tôi sẽ lập tức thông báo cho anh tổng chết không đáp một lần nữa đưa mắt nhìn sang tả xuyên trạch người này mang theo mặt nạ oxy, cơ thể rơi vào thật sâu trên đệm mềm rộng lớn, y nhắm hai mắt thật chặt, cuộn lông mi cong vỉnh, nên độ cong thật đẹp mắt, nhìn qua vừa yếu đuối lại nhu thuận. Xem cửa sổ phòng này không có kéo, lúc này ánh sáng sớm từ bên ngoài chiếu vào, đánh thẳng vào trên người của y, vốn một mặt tái nhợt đến gần như trong suốt vậy, mạch máu xanh nhạt dưới xa cũng mơ hồ có thể thấy được. Có lẽ là ánh dương quang quá trói mắt, lông mi dài của hắn nhẹ giật giật, hơi mở một chút con người tống chiết co rút lại vội vàng đứng lên đi về phía trước hai bước nín thở nhìn y chằm chằm ôn mạch thấy thế cũng đi tới kiểm tra chỉ thấy người trên giường mắt hơi mở một chút có lẽ là bởi vì liên quan đến ánh mặt trời ngay sau đó lại nhắm nghiền hai mắt qua hồi lâu mới lại mở con ngươi cực đen có chút mê man giống như vẫn chưa tỉnh hẳn qua một lát mới đưa mắt nhìn sang tống chiết an tĩnh nhìn khóe miệng tống chiết câu lên một nụ cười thoải mái dịu dàng nói Chào buổi sáng. Con người cực đen cũng mang theo một chút ý cười, khóe miệng dường như giật một chút, như là một dáng vẻ tươi cười. Nhưng y duy trì không được bao lâu, ngay sau đó liền lại nặng nề tiếp đi. Ôn bạch tỉ mỉ thay y tra xét lại một lần, lại nhìn một chút phản ứng của máy móc các loại, lúc này mới hơi thở ra một hơi, trên mặt cũng mang theo dáng vẻ tươi cười nói. Cậu ấy đã không sao, chỉ là bởi vì cơ thể rất suy yếu, cần ngủ tiếp một giấc mới có thể thanh tỉnh. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi, tổng chết gật đầu vẫn là không động ôn bạch thấy thế liền cũng không nói gì nữa xoay người đi ra ngoài cửa phòng truyền đến tiếng rắc rắc nhỏ nhẹ tổng chết nhìn người trên giường đi về phía trước từng bước nắm tay tái nhợt của người này trong đầu hồi tưởng tất cả đều vừa là ý cười trong mắt của người này cùng với câu nói hắn đã không sao kia của ôn bạch em ấy đã không sao người này luôn luôn cường thế chính là người đàn ông cao quý vào giờ khác này vậy mà vô cùng chậm chạp thực chậm rãi quỳ xuống trước giường bệnh, cầm lấy tay, dùng sức đến ngón tay trắng bệnh. Ngày hôm qua, thấy người này ngã xuống đất, một thoáng cảm giác vẫn còn xoay quanh ở trong lòng. Hôm nay lại nghĩ, dường như đã có mấy đời, khiến cho hắn trong lúc nhất thời lại có cảm giác muốn khóc. Hắn chậm rãi vươn tay bưng ký mặt mình, trầm mặc thật lâu. Trạch, đừng lại rời xa tôi, đừng rời khỏi tôi. Tống chiết ở bên trong trở tả xuyên chặt một chút, liền đứng dậy đi trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên nói cho ôn bạch có chuyện gì lập tức thông báo lại. Vệ tụng biết được chủ nhân nhà mình không có việc gì, liền đứng dậy, tạm biệt, chỉ chờ lang trì ở chỗ này chăm sóc. Tả An Tuấn và Doãn Mạch bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó cho tới bây giờ cũng chưa rời giường. Chắc viên và vợ anh ta cũng bởi vì trinh lệch múi giờ mà cũng vẫn chưa tỉnh dậy. Riêng bên trong phòng bệnh lớn kia cũng chỉ còn lại có một mình lang trì tẫn trách chăm sóc nhìn chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ sẽ an tĩnh vượt qua như vậy cho tới trưa, thì cửa phòng bệnh lại bị người mở ra hắn quay đầu lại thấy ôn bạch cầm một cái giường lớn đi đến mà gã tự hồ cũng thật không ngờ bên trong phòng có người gần ra lại đẩy đẩy mắt kính đi tới phất tay để cho lang trì lui ra phía sau mình rồi bắt đầu lấy ra dụng cụ trong cái giường ở trên người tà xuân trạch kiểm tra lăng chỉ đầu óc mơ hồ nhìn một chút hỏi anh đang làm cái gì ôn bạch cúi đầu cẩn thận nhìn dụng cụ của mình cũng không quay đầu nói cho chủ nhân nhà cậu kiểm tra thân thể chủ nhân nhà tôi bị thương không phải chỉ ở trong tim sao lăng chỉ nhẹ nhàng cau mày không hiểu nói anh xem đầu của anh ấy làm gì ôn bạch đem số liệu ghi chép xuống sau đó đem dụng cụ lấy xuống thay đổi một cái chụp vào trên tay của y lạnh nhạt nói tôi đây là cho chủ nhân nhà cậu kiểm tra toàn thân làng chỉ gật đầu lại nhìn một hồi nói tôi nghĩ anh không giống như là đang cho chủ nhân nhà tôi làm kiểm tra toàn thân ngược lại giống như là đang uhm, đang làm thí nghiệm ôn bạch tay cầm dụng cụ dừng lại thầm nghĩ đây không phải là trả lời vô ích sao gã vẫn luôn đối với cấu tạo thân thể người này cực kỳ cảm thấy hứng thú đáng tiếc tống chiết nhìn quá chặt hiện giờ cũng may hắn không có ở đây. Mà tả xuyên trạch lại đang ngủ say. Gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng ai biết ở đây còn có tổ hạ trước mắt. Gã chậm rãi buông dụng cụ, ngồi dậy đi tới bên cạnh lang trì, để mắt kính một cái nói. Tôi là một bác sĩ thiên tài. Lang trì vội vàng gật đầu. Tôi đây biết, chủ nhân nhà tôi không phải là anh cứu trở về sao? Chuyện người này lẻn vào bên cạnh hắc yến, lấy được thuốc tử, chỉ hoãn đến bây giờ vẫn khiến ký ức cậu còn như mới đối với gã cũng có một mực rất biết ơn ôn bạch nở nụ cười gã lớn lên rất thanh tú sạch sẽ nụ cười này nhất thời làm cho người ta có thiện cảm làng chỉ chậm chí nghĩ tim của mình chật một nhịp còn chưa hoàn hồn chỉ thấy người này đưa tay vỗ vỗ bờ vai mình ôn hòa nói cho nên tôi dùng phương pháp cùng người thường là không giống nhau hiểu không làng chỉ chỉ kịp nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng nõn, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu. Hiểu. Ừ. Ôn bạch hài lòng thu tay về, tiếp tục quay trở về hí hoáy dụng cụ của mình nói. Đi ra ngoài, thay tôi canh chừng. Có người đến lập tức cho tôi biết. Làng chỉ ngẩn ra. Tại sao muốn canh chừng? Vâng. Ôn bạch chỉ vào dụng cụ phía trên, kiên nhẫn giải thích. Ngay cả cậu thấy mấy thứ này cũng sẽ hiểu lầm. Người khác đoán trùng cũng giống vậy, cho nên để không vì phiền phức không cần thiết không nên để cho người khác thấy tương đối tốt hơn làng chỉ cũng ngẩn người ra có chút không hiểu nói nhưng là như thế này sẽ không ai hiểu chuyện anh làm cho chủ nhân nhà tôi mà anh rõ ràng là vì lo nghĩ cho chủ nhân nhà tôi mới làm vậy tôi là bác sĩ ôn bạch đẩy đẩy mắt kính quay đầu nhìn cậu nghiêm túc không gì sánh được nói vì bệnh nhân lặng lẽ dâng hiến là nên Sáng sớm, một luồng ánh dương quang đánh vào trên người của gã, khiến cho ánh mắt gã sáng rực đến không thể nhìn thẳng. Làng chỉ ngưng ngác nhìn một hồi, chỉ cảm thấy hình tượng người này bỗng nhiên đưa lên đến một độ cao trước đó chưa từng có. Cậu hít sâu một hơi, làm trịnh trọng gật đầu một cái, hiền ngang lẫm liệt liền đi ra ngoài, canh chừng. Ôn mạch lúc này mới hài lòng quay đầu lại, tiếp tục công việc của gã. Buổi sáng chậm rãi qua, tống chết buổi trưa liền đã quay lại, Ôn bạch thu hoạch kha khá, đơn giản thu dọn đồ đạc, liền vào gian phòng của mình đi nghiên cứu. Tạ An Tuấn bỏ dậy đến xem anh trai một chút, sau đó đã bị Doãn Mạch kéo lên du thuyền trở về thành phố S. Bọn họ bên này vừa mới rời khỏi, Tống Phong và Tống Hy liền đến đảo nhỏ này, trực tiếp vào căn phòng của Tạ Xuân Trạch hỏi. Chị dâu em không sao chứ? Tống chết gật đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa. Tống Hy lần này tới còn dẫn theo một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn, Hiện giờ bạn đời của cậu ta cũng đã xác định Bây giờ cũng chỉ còn lại có Tống Phong Nếu như đến lúc đó Người này cũng tìm một người đàn ông Mà ông nội nhà mình hoặc ba mẹ Để cho bọn họ giải quyết vấn đề đời sau của Tống Gia Thì phiền phức Cho nên vì để ngừa ngộ nhỡ Hiện tại tốt nhất là Hắn đưa mắt rời đến trên người Tống Phong dáng tươi cười nơi khóe miệng vô cùng ôn nhu Tống Hy ngẩn ra Tiếp đó cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân hậu quả liền cũng đưa ánh mắt thật đáng buồn, thật đáng tiếc, vừa thương xót vừa khóc tầm lên người anh ba nhà cậu. Tổng Phong vốn đang cúi đầu quan sát gương mặt tái nhợt của chị dâu, bỗng nhiên nhận thấy được hai đường nhìn cực kỳ ý vị thâm trường ném lên người mình. Y nhất thời giật mình một cái, hoàn hồn, run rẩy quay đầu, lúc thấy rõ ánh mắt của em trai nhà mình. Sau đó run rẩy càng thêm lợi hại, lẩy bẩy nói: <laughs> "Gì kia? Em em còn có việc đi trước." Y nói xong quay người, sẽ chạy như điên. Lại bị Tống Hy một tay đè lại, sau đó Tống Chiết cũng đứng dậy. Hai người, một người giữ một cánh tay của cậu như tha chó chết vậy, đưa cậu kéo hướng ra ngoài. Tống Phong theo phản xạ tính kêu to, kết quả bị mắt Tống Chiết trong trèo nhưng lạnh lùng đảo qua, nhất thời sợ đến phát run. Mà Tống Hy bận cơ hội đưa tay bưng kín cái miệng của cậu ta, cùng anh trai nhà cậu cùng nhau phối hợp tác chiến, kéo cậu ta đi ra phía ngoài tống chết lại đi ra ngoài hành lang móc kêu một bác sĩ tư nhân sau đó đem tống phong lôi vào một gian phòng khách sau đó không ngừng có tiếng nói từ đó truyền ra đứt quãng a à, quần áo của tôi anh anh các người làm cái gì các người đây là cưỡng ép con gái nhà lành ông đây thể sống chết không theo tôi muốn kiện các người cưỡng gian a à, dừng tay a chúng ta thật là anh em ruột thịt sao thật không <laughs> các người như thế nào có thể đối với tôi như thế Cứu mạng! Hết tập 33 Các bạn đang thưởng thức bộ truyện đam mỹ hành động cao hát, cực hạn săn bắn, tác giả nhất thế hoa thường qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé! rất mong nhận được comment của các bạn để cây ngày càng hoàn thiện hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo